Vâng, xin chào mừng tất cả các quý du khách và các bạn cùng như trường tour đến trải nghiệm trong một không gian đẹp tại vùng đất Thái Bình, quê hương chúng tôi. Nơi mà như trường đang nói đến đó chính là EPC Farm, một nông trại với bạt ngàn sắc hoa tựa một thảo nguyên thơ mộng, nằm ngay sát triền đê bên con sông Trà Lý tại địa phận xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nơi đây là một địa điểm check-in được đông đảo các du khách, đặc biệt là giới trẻ rất yêu thích các bạn. Và mỗi khi có thời gian rảnh rỗi thì các quý du khách dành thời gian của mình để đến trải nghiệm vào những dịp cuối tuần và những dịp lễ Tết trong mấy năm trở lại đây. Ở khu nông trại EPC Farm là một sản phẩm du lịch của công ty Nam Anh thuộc xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ở nơi đây thì với một mô hình du lịch xanh, phát triển du lịch gắn liền với nông nghiệp nông thôn tại một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, đó là Thái Bình, quê lúa chúng tôi. Với nông trại EPC Farm Song Lãng thì nơi đây có trồng rất nhiều các loại hoa đẹp các bạn, từ hoa hướng dương, hoa cánh bướm, các dòng hoa như hoa cúc, hoa hồng, hoa sen và nhiều loài hoa đẹp rực rỡ. Thì những cái loài hoa luôn xen lẫn các sắc màu tô điểm lên một bức tranh rất là sinh động và quyến rũ của một vùng quê ven dải sông Trà. Những luống hoa trải dài thẳng tắp và uốn lượn hòa quyện cùng với những tiểu cảnh, những mô hình đẹp chia thành nhiều khu tạo thành các thảm hoa, những cái gam màu đậm nhạt đấy mà khi quý du khách mà đặt chân tới ấy, sẽ bị cuốn hút hàng giờ với những bức ảnh đẹp và những góc quay thú vị. Cảm giác về một nhịp sống không quá ồn ào, không xô bồ và rất là thư thái, hòa quyện với thiên nhiên cây cỏ. Nếu mà bạn là một người không sợ độ cao thì quý vị các bạn có thể là bước chân lên những chòi canh để lấy cho mình một góc đẹp, một góc máy thật đẹp với toàn cảnh sắc màu của nông trại. Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể đứng ngay trên triền đê và zoom máy, bạn sẽ có cả một cái khung cảnh của nông trại với một bức hình rất là đẹp mắt. Và thực tế khi mới đặt chân tới thì khi chúng ta quan sát từ trên triền đê cứ ngỡ nó nhỏ hẹp thôi, nhưng mà tôi khẳng định với các bạn, khi đã lạc bước vào nơi này thì đi tản bộ cũng khá mỏi chân ấy, và sẽ bị cuốn hút hàng giờ quanh quẩn với những sắc hoa và sắc lá. Vâng, thưa quý vị anh chị các bạn, tại thời điểm chúng tôi đang ghi hình thì các luống hoa của nông trại đã bắt đầu bung lụa này. Vâng, nhà đầu tư thì cũng đã có kế hoạch mà trồng xen kẽ tiếp nối từng đợt hoa, từng lứa hoa này để có những cái đợt hoa khác để phục vụ du khách. Trong một cái thời tiết mà se se lạnh của những ngày đầu đông thì nếu như có thời gian thì bạn hãy tới và trải nghiệm. Và đặc biệt trong vòng tầm độ khoảng nửa tháng nữa thôi, so với thời điểm chúng tôi ghi hình, thì những luống hoa hướng dương ở đây bắt đầu bung cánh xòe rộng và chào đón các du khách, thì lúc đấy nhìn cảm giác nó sẽ vàng rực hơn. Thưa quý vị anh chị các bạn, để đến với nông trại, nếu bạn khởi hành từ khu vực Hà Nội hay các tỉnh thành miền trong, khi vượt qua cổng chào Tân Đệ tới cầu Nhất ấy, thì bạn có thể rẽ trái này ở ngay chỗ khu vực cầu Nhất và đi vào khu vực ngã tư Quán và đi thẳng là sẽ có đường chỉ hướng dẫn vào Song Lãng. Còn nếu như các bạn là từ khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng thì các bạn khi đến đường tránh ngay đầu thành phố đấy thì các bạn rẽ phải hướng về trách về Vũ Thư hướng đi Nam Định, thì khi đến Tân Hòa thì các bạn rẽ phải vào Tân Hòa và đến Song Lãng. Đương nhiên bây giờ thì công nghệ 4.0 rồi, các bạn nên sử dụng Google Maps và Google sẽ chỉ đường cho bạn đến tận nơi. Thưa với quý vị anh chị và các bạn, hiện tại thì giá vé vào cổng là 30k trên một khách, thì tôi thấy là cái giá vé này nó cũng phù hợp thôi. Tại nông trại thì có phục vụ một số cái loại đồ uống với giá cả phải chăng. Và trong lúc mà các bạn đi vòng quanh các luống hoa để chụp hình tại đây, còn nếu mà các bạn muốn sử dụng một thực đơn, một bữa chính hoành tráng thì bạn có thể di chuyển cuối cung đường ngắn, chọn một nhà hàng hợp lý ở gần khu vực Tân Hòa với một món đặc sản khá đặc trưng. Ở đây thì các bạn có thể chọn các nhà hàng ở khu vực ngoài khu vực thành phố hoặc là thị trấn Vũ Thư thì mới đảm bảo là phục vụ cho những cái đoàn và hàng trăm khách được. Thưa quý vị và các bạn, nếu như mà quý vị anh chị các bạn có thời gian khoảng hơn nửa ngày thì quý vị các bạn có thể kết nối với lịch trình của mình cùng với các địa chỉ du lịch khác trong tỉnh Thái Bình. Có rất nhiều địa chỉ, ví dụ như mùa hè thì các bạn đến với Cồn Vành, Cồn Đen, còn mùa thu, mùa đông và những ngày đầu năm này các bạn nên đến với những cái di tích cổ rất nổi tiếng ở Thái Bình và ngay Vũ Thư thôi, thì các bạn có thể kết nối với chùa Keo hoặc là đến với một khung cảnh của làng vườn sinh thái Vĩnh Thuận thì chắc là rất là lý thú.
thì chắc chắn các bạn sẽ có một cái tour thú vị và một kỷ niệm đẹp khi về với Vũ Thư Thái Bình. Nếu cần thì quý vị anh chị các bạn hãy liên hệ với chúng tôi và Trường Thuận cùng với lại các anh em lữ hành của Thái Bình luôn sẵn sàng tư vấn hỗ trợ về các chương trình du lịch trên khắp mọi miền Tổ quốc. Quý vị có thể liên hệ với đường dây nóng 0904 254 166, 0952 675 112. Xin được cảm ơn, chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn vào một hành trình gần nhất.